Phương Anh xin được kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức, kênh thông tin kiến thức hàng đầu Việt Nam. Và chúng tôi rất vui mừng khi được truyền tải những thông tin nóng hổi có trong ngày, được rời mắt vào màn hình. Và ngay sau đây, hãy cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức mới nhất diễn ra trong 24 giờ qua. Lộ diện sâu chúa bảo kê cho chùa Ba Vàng ngang nhiên lũng đoạn Phật giáo, Tổng Bí thư Tô Lâm cho bắt hết. Thưa quý vị, tân Tổng Bí thư Tô Lâm đã và đang chứng tỏ mình là một người kế thừa xứng đáng của bác Nguyễn Phú Trọng trong cuộc chiến chống tham nhũng và cải cách tổ chức. Sự quyết liệt và tinh thần của ông đã và đang mang lại những kết quả tích cực, góp phần xây dựng một Việt Nam trong sạch, minh bạch và phát triển. Nhiều người hy vọng rằng thời gian tới đây, chiếc lò tham nhũng của Tổng Bí thư Tô Lâm không chỉ được đốt những ông quan tham từ trung ương tới địa phương mà còn cháy đến cả những nơi mà trước đây được gọi là những vùng cấm bất khả xâm phạm. Đó chính là sai phạm tại các ngôi chùa, đặc biệt là kiểm soát chặt chẽ dòng tiền công đức, để tránh những thành phần lợi dụng tôn giáo và lòng tin của người dân làm giàu bất chính. Những con quỷ đầu lúc thầy tu lộng hành với vết tiền của dân nên bị cho vào lò bác Tô Lâm càng sớm càng tốt. Vâng, thưa quý vị, thời gian gần đây lướt qua một số trang mạng, thấy có một số bài viết bàn về việc có thể coi đi tu là một bề hay không. Trong đó có nhiều ý kiến bình luận khác nhau xoay quanh vấn đề này. Vậy tại sao lại có sự tranh luận như vậy? Hơn 2.500 năm trước, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dự ngôn rằng nhân loại sẽ đi vào thời mạt pháp, nghĩa là con người không còn có pháp trong tâm để ước thúc bản thân, điều gì cũng dám làm, điều xấu nào cũng dám phạm, dẫn đến đạo đức ngày càng suy đồi. Ngày nay xã hội nhìn đâu cũng thấy hàng giả, thực phẩm giả, thuốc giả, điểm giả, học vị giả, lời giả, ý giả và đến cả sư sãi cũng giả. Tu hành làm loạn pháp khiến chốn chùa chiền vốn là nơi tâm linh bình lặng cũng không tránh khỏi những thạm bẫy thương trường với danh lợi và tình. Khi chùa không còn là nơi để tu, chưa bao giờ Phật pháp Việt Nam lại hưng thịnh hiện nay. Nếu nói về sự phát triển nhanh chóng của hệ thống thừa tự, theo Wikipedia, Việt Nam hiện có 14.775 ngôi chùa, trong đó có những ngôi chùa rất hoành tráng với mức đầu tư lên đến hàng ngàn tỷ đồng, lập nhiều kỷ lục trong khu vực lẫn thế giới. Lưu ý rằng Phật giáo truyền thống nước ta không có các ngôi chùa to lớn như vậy, đó là những ngôi chùa mới xây, và trong số đó phải kể đến là chùa Ba Vàng ở Quảng Ninh. Chùa Ba Vàng nằm trên lưng chừng núi Thành Đằng ở độ cao 340m thuộc thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Chùa được xây dựng năm Ất Dậu dưới triều vua Lê Dục Tông, tức năm 1706, cách đây hơn 300 năm. Năm 2007, Đại Đức Kích Trúc Thái Minh về làm trụ trì chùa Ba Vàng. Tháng 1 năm 2021, để đáp ứng nhu cầu tu học của Tăng Ni Phật Tử và Hoàng Dương Phật Pháp, ngôi chùa một lần nữa được khởi công xây dựng với quy mô to lớn khang trang. Sau hơn 3 năm xây dựng, năm 2004, chùa Ba Vàng tổ chức lễ khánh thành và nhận bằng kỷ lục. Ngôi chùa trên núi có chính điện lớn nhất Đông Dương. Đại Đức Kích Trúc Thái Minh, chủ trì chùa Ba Vàng được đánh giá là người có công lớn trong việc huy động nguồn lực xã hội hóa để xây dựng cơ ngơi chùa to đẹp như hiện nay. Ước tính với quy mô hiện tại, nhà chùa đã phải tiêu tốn hàng trăm tỷ đồng vào việc trùng tu, xây dựng. Phải công nhận rằng với vị trí phó ban thông tin truyền thông của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại Đức Thái Minh đã làm rất tốt công tác truyền thông cho chùa Ba Vàng. Những chuyện xảy ra ở chùa Ba Vàng thời gian gần đây không chỉ khiến công chúng xôn xao mà còn khiến những Phật tử chân chính không khỏi đau lòng chưa xót, bê bối gây xôn xao dư luận tại chùa Ba Vàng. Trong một thời đại mà thật giả lẫn lộn cả trong và ngoài nước, tại Việt Nam lại nổi lên một trường phái tu hành được gọi là cúng dường, như Thượng tọa Thích Chân Quang từng giảng: tại sao ta không bị ngát đầu như khi đã lập đầu cá? Tại sao ta không bị cắt đứt cổ như khi đã cắt cổ gà? Chỉ bởi vì ở một kiếp nào đó có chùa đúc tượng Phật và ta đã cúng dường vào đó một chỉ vàng. Cùng với đó, Thượng tọa Thích Trúc Thái Minh cũng giảng về cúng dường. Một số Phật tử bảo rằng đi đến chùa có vẻ mất tiền, phải tìm chùa nào không mất tiền. Thầy bảo: trời ơi, Phật dạy các Phật tử phải mất tiền đấy, phải mất tiền mới có phúc. Phật dạy bố thí đứng đầu trong lục độ, phải chịu khó bố thí đi. Giữa thời điểm đó xuất hiện một nhà tu hành kỳ lạ, không giống ai, đầu trần chân đất, da đêm sạm, mặc y phục từ những mảnh vải chắp vá, tay cắp ruộng nồi cơm, đi phát nguyện đồng hành từ Nam chí Bắc. Tu hành mà lạ như vậy, ông chỉ nhận cúng dường đồ chay một bữa trong ngày, không thuyết pháp, không nhận đệ tử, vào ngủ bơ ngủ bụi, tại những nghĩa trang, và gọi là hạnh đầu đà. Đôi chân ông bước theo đường chéo chữ V, chiếc bình bát chân bay óng ánh màu vàng rực rỡ, khác hẳn với những chiếc bình bát màu bạc còn lại. Các nẻ sư mới kết nhau bước đi, ai nấy đều khoác lên mình những tấm y màu vàng lệ rực rỡ,
phẳng phiu, không hề nhăn nheo sờn rách, không lấm bẩn chút bụi trần nào. Có lẽ nhờ dày công tu hành, miếng đôi chân bộ hành đường rừng vẫn mượt mà, không hề chai sạn. Dù làn da phơi nắng phơi sương trắng bóng, bình bát người qua suối tròn vô sáng loãng đẹp không tưởng. Thế nhưng nghe thì có vẻ ổn, vì cũng chẳng hại đến ai. Tuy nhiên tại sao chùa Ba Vàng lại bị dư luận đặt mác bê bối? Năm 2007, bãi đất Thích Trúc Thái Minh được cử về làm trụ trì của chùa Ba Vàng. Ông tên thật là Vũ Văn Hiếu, sinh năm 1967 ở Bắc Ninh, cựu sinh viên của trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Kể từ lúc này, thầy Thái Minh bắt đầu kêu gọi các nguồn lực xã hội hóa xây dựng chùa Ba Vàng. Chỉ sau 4 năm, ngôi chùa được khởi công xây dựng với chi phí lên tới hàng trăm tỷ đồng. Thông tin trên trang chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, tổng kinh phí xây dựng toàn bộ các hạng mục công trình kiến thiết của chùa Ba Vàng là 500 tỷ đồng. Chỉ tính riêng tới thời điểm khánh thành ngôi Đại Hùng Bảo Điện, kinh phí xây dựng đã là hơn 400 tỷ đồng. Tuy nhiên vào thời điểm đó, nhiều nhà nghiên cứu tôn giáo và văn hóa đã bày tỏ lo ngại về việc bùng nổ xây chùa lớn, tự lớn. Nhiều cơ sở tôn giáo liên tục chạy đua công bố những kỷ lục về các công trình tôn giáo. Các nhà nghiên cứu và cả những Phật tử chân tu cảnh báo việc chính của chùa không phải là đua trên những kỷ lục về xây dựng, mà là xáo hóa tâm linh bằng dương Phật pháp. Những chùa đua trên xây dựng thon lớn chỉ làm tâm linh bị u mê hơn, những bê bối kiếm tiền tỷ từ chùa Ba Vàng gây xôn xao dư luận. Vụ việc gây chú ý khiến dư luận gắn mắt bê bối, nó là phát ngôn gây bão về các thể loại vong oan gia trái chủ. Đại đức Thích Trúc Thái Minh từng giảng, đang đau bụng, thỉnh qua hết đau bụng ngay, hay lắm. Đang đau bằng quại, nó quậy xong, nó ra, bảo con quậy, nó thể ạ. Kiếp trước nó cầm dao đâm vào bụng con, nhưng giờ con cho nó đau cho nó biết. Hết đấy, gọi là thỉnh oan gia trái chủ. Và sau khi tỉnh xong rồi, thì phát nguyện cúng dường. Nó đòi bao nhiêu, thì mình cúng dường hết cho nó tha. Không bởi mạng, nó đòi tài sản bằng tiền, thì mình phải cúng cho nó. Một là mất mạng, hai là còn mạng mà mất tiền. Trên đây làm thế nào bây giờ? Thầy cũng chả muốn Phật tử phải mất tiền đâu, không ai muốn cả. Chùa thầy không cần mà thầy có thiếu tiền đâu. Thế nhưng mà cái vong hồn nó đòi phải cúng tiền cho nó thì mới có phước, nó mới đi. Trước nhiều những sự việc được phản ánh rầm rộ, khiến Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Giáo hội Phật giáo và Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh phải vào cuộc xác minh. Cuối cùng kết luận rằng, chùa Ba Vàng tổ chức lễ giải oan gia trái chủ chữa bệnh như thỉnh vong cho vong bằng tiền hoặc lao động không công, trái với nghi lễ Phật giáo truyền thống. Sư Thích Trúc Thái Minh và chùa Ba Vàng đã vi phạm hiến chương giáo hội, làm tổn thương đến thanh danh giáo hội và tăng đoàn. Vào thời điểm đó, Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra quyết định nhất trí bãi nhiệm tất cả các chức vụ của Đại đức Thích Trúc Thái Minh trong giáo hội. Tuy nhiên, Sư Thích Trúc Thái Minh vẫn đảm nhiệm chức vụ trụ trì chùa Ba Vàng ở Quảng Ninh, chỉ là sám hối đại tăng về hoạt động giải nghiệp oan gia trái chủ của chùa Ba Vàng. Thế nhưng sám hối xong, thầy Thái Minh lại về chùa tiếp tục giải nghiệp không nghỉ ngày nào. Các video và bài viết trong đó chính Đại đức Thích Trúc Thái Minh giảng giải về oan gia trái chủ và nhật báo vẫn trình chiếu trên trang chính thức của chùa Ba Vàng. Thường thì các tổ việc vi phạm giới mật xảy ra khi chính quyền và người dân phát hiện, khi giáo hội mới biết, và khi biết thì cũng để đó, chẳng có biện pháp xử lý minh bạch nào cả. Chính việc này đang bị các thế lực xấu lợi dụng để phỉ báng Phật giáo. Thậm chí người của các tôn giáo khác đã mở các trang mạng xã hội để thóa mạ Phật giáo, làm xấu đi hình ảnh của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Các hiện tượng trên nếu không sớm được xử lý giải quyết sẽ gây ra những hậu quả khôn lường. Để giải quyết vấn đề này không thể dựa vào ai khác mà phải chính Phật giáo đứng ra giải quyết. Cần kiên quyết loại bỏ những tu sĩ vi phạm nghiêm trọng giới luật để lập lại kỷ cương, trang nghiêm giáo hội. Chỉ có như vậy mới thực sự phát huy được vai trò đạo đức của Phật giáo trong đời sống xã hội, xứng đáng là tổ chức kế thừa truyền thống huy hoàng của Phật giáo Việt Nam. Vâng, thưa quý vị, việc xử lý nghiêm minh các sai phạm cho thấy công cuộc chống tham nhũng vẫn đang tiếp tục được đẩy mạnh một cách quyết liệt. Tổng Bí thư Tô Lâm đang nỗ lực kế thừa và phát huy mạnh mẽ công cuộc chống tham nhũng. Sự quyết tâm và kiên định của ông trong việc làm sạch bộ máy chính quyền thể hiện rằng Đảng và Nhà nước không dung thứ bất kỳ hành vi tham nhũng nào, bất kể người đó ở vị trí nào. Điều này phản ánh ý chí và nguyện vọng của nhân dân, những người mong muốn có chính quyền trong sạch, vững mạnh và liêm chính. Công cuộc nốt lò không chỉ là việc xử lý những cá nhân sai phạm, mà còn là một thông điệp mạnh mẽ về sự cam kết của Đảng và Nhà nước đối với công cuộc chống tham nhũng. Nó khẳng định rằng, để phát triển bền vững, đất nước cần có một bộ máy lãnh đạo, không chỉ có năng lực mà còn phải có đạo đức và phẩm giá. Việc loại bỏ những phần tử tham nhũng
là điều cần thiết để tạo ra một môi trường chính trị lành mạnh, nơi mà các lãnh đạo trẻ có thể phát triển một cách trung thành và liêm khiết. Ngọn lửa diệt sạch quan tham do Tổng Bí thư Tô Lâm thổi bùng không chỉ là sự nối tiếp của công cuộc đốt lò, mà còn là một bước đi chiến lược và đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Nó đã khẳng định rằng những sai phạm sẽ không có đất sống và những người có năng lực và tâm huyết sẽ có cơ hội phục vụ đất nước một cách tốt nhất. Sự lựa chọn này của Đảng và Nhà nước đã nhận được sự đồng tình và ủng hộ mạnh mẽ từ đồng bào và nhân dân. Nó cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác phòng chống tham nhũng trong việc xây dựng niềm tin vào hệ thống chính trị. Ngay sau khi Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm được bầu, ông đã nhanh chóng khẳng định quyết tâm mạnh mẽ trong công tác này với phương châm không mừng, không bì, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Điều này đã tạo được sự đồng tình ủng hộ từ các cán bộ đảng viên và nhân dân, cũng như nâng cao uy tín của lãnh đạo và cơ quan phòng chống tham nhũng. Việc xử lý trước hết là các cán bộ đảng viên có liên quan, có phần làm trong sạch nội bộ đảng. Đây được xem là một chìa khóa quan trọng để tạo niềm tin trong nhân dân. Nỗ lực phòng chống tham nhũng tiêu cực không chỉ đem lại công bằng xã hội mà còn củng cố niềm tin của nhân dân và hệ thống chính trị. Đây là điều vô cùng quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Đối với Đảng Cộng sản Việt Nam và đất nước, việc Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu với số phiếu tuyệt đối thể hiện sự đoàn kết thống nhất cao trong Đảng. Ông Tô Lâm đã nhấn mạnh nhiều về việc tiếp tục xây dựng chỉnh đốn Đảng và tăng cường hơn nữa cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Đây là mối quan tâm lớn của hàng triệu đảng viên và nhân dân sau khi cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời. Cuộc đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực được coi là rất gian khổ, khác với việc chống giặc ngoại xâm. Tuy nhiên, với sự quyết tâm cao của lãnh đạo Đảng và sự ủng hộ của nhân dân, người ta hy vọng rằng công cuộc này sẽ đạt được những thành quả đáng kể, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và phát triển đất nước. Đấu tranh chống giặc nội xâm là cuộc đấu tranh khó khăn hơn rất nhiều so với chống giặc ngoại xâm. Lịch sử đã chỉ ra rằng người đứng đầu phải có tâm sáng, bàn tay sạch và cầm quân trong cuộc chiến này. Chính vì vậy, việc tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng, trong đó khẳng định tinh thần kiên quyết, kiên trì chống chủ nghĩa cá nhân và tham nhũng tiêu cực trong Đảng là hết sức cần thiết. Với quyết tâm không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo xử lý một số vụ việc nhạy cảm. Điều này nhận được sự đồng tình ủng hộ của đa số cán bộ đảng viên và nhân dân. Trong ba nhiệm kỳ của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại một di sản lớn về mặt thể chế trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, thông qua việc chỉ đạo sửa đổi, hoàn thiện hàng chục bộ luật. Điều này góp phần phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng và tiêu cực, tăng cường sự giám sát, kiểm soát quyền lực, cấp cuộc phòng chống tham nhũng quan liêu và tiêu cực đang trở thành một xu thế tất yếu và không thể đảo ngược. Thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm đã thể hiện sự quyết tâm mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước trong bối cảnh tình hình mới. Đảng và Nhà nước kiên quyết thực hiện phương châm không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, trong thời gian tới sẽ tập trung vào các quan chức, chức năng phòng chống tham nhũng, góp phần làm trong sạch bộ máy của Đảng. Từ khi nhận trọng trách mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã kế thừa và phát huy những nỗ lực của các đồng chí tiền bối, đồng thời thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước. Thông điệp của ông sẽ giúp tăng thêm niềm tin của đội ngũ cán bộ và nhân dân. Ngay trong ngày Tổng Bí thư Tô Lâm nhận chức, một loạt cán bộ hạng sang đã phải xin từ chức. Thưa quý vị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khi nhận chức đã nhấn mạnh rằng chúng ta cần phải có bộ máy tốt, đội ngũ cán bộ tốt để hoàn thành được mục tiêu kỳ vọng của nhân dân. Đây là một trong những ưu tiên hành động hàng đầu của ông sau khi nhận trọng trách mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nhấn mạnh công việc phòng chống tham nhũng tiêu cực phải được thực hiện quyết liệt để chiến thắng được giặc nội xâm. Mới đây, theo thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng phát đi, trong phiên làm việc buổi chiều do Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét đơn xin thôi giữ các chức vụ của một số lãnh đạo cơ quan trung ương và địa phương. Những người này bao gồm Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái,
nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang Châu Văn Lâm. Cụ thể, Ban chấp hành Trung ương Đảng thống nhất để Phó Thủ tướng Lê Minh Khái thôi giữ chức Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương khóa 13 trên cơ sở báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và đề nghị của Ban tổ chức Trung ương. Ban chấp hành Trung ương Đảng nhận thấy ông Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ đã vi phạm các quy định của Đảng trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương và các quy định về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, ông Khái đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công. Ông Lê Minh Khái, 60 tuổi, quê ở Bạc Liêu, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12-13, Bí thư Trung ương Đảng khóa 13, đại biểu Quốc hội khóa 14. Ông từng là cán bộ kế toán của Liên hiệp Khoa học Sản xuất In Linh Kiểm toán viên, kiểm toán trưởng và kiểm toán nhà nước khu vực phía Nam tháng 3 năm 2007. Ông giữ công vị Phó Tổng Kiểm toán nhà nước tháng 3 năm 2014. Ông được điều động làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, sau đó được bầu làm Chủ tịch Ủy ban. Quý vị thân mến, đã quá lâu rồi chúng ta chưa được nhìn thấy người đã từng là Phó Thủ tướng trẻ nhất trong Chính phủ. Trước đó, các vị trí công tác mà ông đảm nhiệm đều ở độ tuổi được coi là trẻ. Chân dung của tân Phó Thủ tướng có phần ít nói về mình là đề tài được quan tâm. Trong những ngày quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nối tiếp những dòng người với những ánh mắt đượm buồn tiếc thương của toàn đảng toàn dân tộc, cùng với đó là hình ảnh ánh mắt buồn, mái tóc bạc của ông Vũ Đức Đam khi đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Vũ Đức Đam, người từng được biết đến với sự năng động và tinh thần đổi mới trong các vai trò lãnh đạo, đã có một sự nghiệp đầy ấn tượng. Trước khi đảm nhận vị trí Phó Thủ tướng, ông đã trải qua nhiều vị trí quan trọng trong Chính phủ. Khi còn rất trẻ, ông nổi bật với sự khiêm tốn, ít nói về bản thân, thường xuyên tập trung vào công việc hơn là những phát ngôn cá nhân. Giờ đây, trong đám tang của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chúng ta mới tiếp tục được nhìn thấy ông xuất hiện trong bộ quần áo màu đen, gầy gò, tóc trắng, mắt buồn, viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, sau khi được miễn nhiệm vị trí Phó Thủ tướng, dựa trên nguyện vọng cá nhân, ông Vũ Đức Đam gần như vắng bóng trên các phương tiện truyền thông và sự kiện công cộng. Sự vắng mặt của ông đã khiến nhiều người tò mò suy đoán về cuộc sống và tâm trạng của ông sau khi rời bỏ chính trường. Tại lễ tang của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự xuất hiện của ông Vũ Đức Đam với dáng vẻ gầy gò, mái tóc bạc, ánh mắt buồn đã gây ấn tượng mạnh. Sau khi đến linh cữu của Tổng Bí thư, ông xót xa cúi đầu, chắp tay chia sẻ nỗi đau với gia đình thân quyến, đặc biệt là với bà Ngô Thị Mận, phu nhân của Tổng Bí thư. Hình ảnh ông Vũ Đức Đam tại lễ viếng không chỉ đơn thuần là một nghi thức mà còn thể hiện sâu sắc sự tôn trọng và tình cảm của ông đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Suốt 10 giây ngắn ngủi có trong khung hình phát trực tiếp, ông chắp tay chân thành, cúi đầu đến tận 3 lần. Tất cả là nỗi buồn và lòng biết ơn khi ông mất đi một người đồng chí, một người bạn đồng hành trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Trong thời khắc ấy, mỗi cái cúi đầu của ông như một lời tri ân, một lời tạm biệt đầy chân thành và xúc động. Bất kỳ ai cũng cảm nhận được nỗi buồn của ông đối với sự ra đi của một nhà lãnh đạo đáng kính, mà còn khiến nhiều người cảm nhận được sự thay đổi theo thời gian của ông. Mái tóc bạc, ánh mắt buồn của ông có thể được hiểu là biểu hiện của những trải nghiệm suy tư, những thách thức mà ông đã trải qua trong suốt cuộc đời công tác và sau đó rời bỏ vị trí lãnh đạo. Đây cũng là hình ảnh của một người đã cống hiến hết mình cho đất nước. Giờ đây, đang đối mặt với những suy ngẫm về cuộc sống và sự nghiệp của mình. Sự xuất hiện của ông Vũ Đức Đam trong bộ quần áo đen gầy gò, ánh mắt buồn tại lễ tang, không chỉ là một hình ảnh cảm động mà còn mang nhiều ý nghĩa sâu sắc. Sự hiện diện của ông tại buổi lễ tang không chỉ là một lời tri ân đối với một nhà lãnh đạo, mà còn là sự nhắc nhở về giá trị của sự khiêm tốn, cống hiến và tinh thần trách nhiệm. Trong bối cảnh đất nước đang trải qua nhiều biến đổi thách thức, hình ảnh của ông Vũ Đức Đam tại lễ tang gợi lên nhiều suy nghĩ về sự cống hiến, về lòng trung thành, về tình cảm đối với đất nước và những người đã đồng hành cùng ông trong suốt cuộc hành trình. Trước đó vào tháng 1 năm 2023, Quốc hội đã thực hiện phê chuẩn miễn nhiệm theo đề nghị của Thủ tướng đối với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.
Trên cơ sở nguyện vọng cá nhân, dù đã nghỉ công tác, nhưng cái tên Vũ Đức Đam vẫn được nhiều người quan tâm. Thậm chí người dân đất Việt vẫn dành cho ông tình cảm vô cùng đặc biệt. Là niềm tự hào của đất nước, chiến trường nào cũng biết gian khổ, trận chiến nào cũng có những mất mát hy sinh. Trong cuộc chiến phòng chống COVID-19, đọng lại nhiều hình ảnh xúc động chạm đến trái tim hàng triệu người Việt Nam chúng ta. Phải nhắc đến sự hy sinh thầm lặng của người từng là Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Bản thân ông khi còn đương nhiệm đã không ngại gian khó tính mạng, đưa ra những phương án chỉ đạo quyết liệt, động viên nhân dân lo lắng cho sức khỏe của bản thân để kiểm soát được tình hình dịch bệnh an toàn hơn cho 90 triệu nhân dân Việt Nam. Bản thân ông Đam là người hùng trên mặt trận không tiếng súng. Có lẽ ông luôn tâm niệm rằng, ở thời khắc này, nhiệm vụ đang gánh vác là trọng trách thiêng liêng, bảo vệ chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Họ sẵn sàng vì dân, vì nhân dân mà quên mình, vì sự bình yên cho hơn triệu triệu người dân Việt Nam. Chuyện chưa biết về Phó Thủ tướng trẻ nhất. Câu chuyện này được đăng trên báo Vietnamnet vào năm 2013 khi ông trở thành Phó Thủ tướng trẻ nhất trong chính phủ. Do vậy, chúng tôi vẫn xin phép trân trọng được gọi ông vào thời điểm đó với vai trò là Phó Thủ tướng. Ông Vũ Đức Đam, tên thật là Vũ Đức Đam, sinh ngày 3 tháng 2 1963, quê quán tại xã Ngũ Hùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Từ năm 1982 đến năm 1988, ông học Đại học Uber tại Bỉ, học vị tiến sĩ kinh tế, cao cấp lý luận chính trị. Trong những năm du học ở châu Âu, ông học hỏi và thông thạo tiếng Anh, tiếng Pháp. Ông Vũ Đức Đam bắt đầu sự nghiệp trong tổ chức đảng nhà nước từ tháng 10 năm 1998. Khi trở về nước, sau những năm du học, ông trở thành viên của chính phủ Việt Nam từ năm 2011. Ông là thành viên trẻ nhất khi được bổ nhiệm, đồng thời cũng là Phó Thủ tướng Chính phủ trẻ nhất trong Chính phủ Việt Nam các khóa 13-14 từ năm 2013. Từ năm 2020, trong đại dịch COVID-19, ông là trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19, trực tiếp chỉ huy công cuộc phòng chống dịch, góp phần giúp Việt Nam ngăn chặn thành công nhiều làn sóng dịch bệnh. Cho đến tháng 5 2021, sau cuộc bầu cử quốc hội năm 2021, ông đã trải qua nhiều chức vụ như Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng khóa 10, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Thứ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, trợ lý thư ký cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam sinh ra trong một gia đình nông dân ở vùng quê nghèo Hải Dương. Giống như nhiều gia đình khác ở thời đó, lẽ ra ông không có điều kiện học cao mà cùng với gia đình làm ruộng. Nhưng có thể gọi là may mắn, bởi cha mẹ ông tuy là nông dân nhưng lại coi trọng việc học hành của các con là quan trọng nhất, cho nên đã thần tào nuôi các con ăn học. Nhắc đến Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, người ta liên tưởng đến ngay một vị lãnh đạo có đôi mắt sáng, trẻ trung, cởi mở và chút hóm hình. Đặc biệt khi tiếp xúc với ông, rất nhiều người đều cảm nhận được sự thân thiện, chất phát đến lạ kỳ. Có lẽ do bước ra từ làng quê nên ông đã hun đúc nên một vị chính khách gần gũi đến như vậy. Đặc biệt, sự học của ông không chỉ gói gọn trong trường lớp mà còn qua thực tế, qua những người xung quanh. Nhìn vào nghề nghiệp khi được tuyển dụng là sinh viên, để thấy rất rõ, ông không phải là dạng con ông cháu cha được nhét vào mà tự đi lên nhờ năng lực và bản lĩnh của mình. Ông không phải là con rể của ai, không phải nhờ bóng và chống lưng của ai để đi lên. Tuy nhiên, hiện tại nhiều người tò mò về gia đình nhà vợ, nhưng ít ai biết ông Vũ Đức Đam là con rể của ai. Xuất thân từ một kỹ sư ở Tổng cục Bưu điện vào năm 1998, chỉ sau 5 năm, ông trở thành chuyên viên văn phòng Tổng cục Bưu điện nhờ trình độ chuyên môn cùng với khả năng thông thạo hai thứ tiếng Anh và tiếng Pháp. Nhưng năm sau, vào năm 1993, ông trở thành Phó trưởng Vụ Khoa học Công nghệ Hợp tác Quốc tế, Tổng cục Bưu điện. Tiếp đó, ông kinh qua làm Phó Vụ trưởng Vụ Quan hệ Quốc tế, rồi làm quyền Vụ trưởng Nội vụ trưởng Vụ ASEAN, Văn phòng Chính phủ. Chỉ trong 3 năm ngắn ngủi, chính thức vào năm 1996, ông được điều động làm thư ký và ông có 7 năm từ năm 1996 đến 2003 là thư ký trợ lý cho cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Tiếp đó, con đường quan lộ giúp ông có chỗ đứng, trở thành Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Tại đại hội ngày 10 tháng 4 2006, ông Vũ Đức Đam trở thành Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng khóa 10 khi đang là Thứ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông, nay là Bộ Thông tin và Truyền thông. Từ tháng 11-2007, ông Vũ Đức Đam được luân chuyển về Quảng Ninh giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh, sau đó là Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh. Năm 2011, sau khi được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, ông trở thành Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Từ tháng 11-2013 tới nay, ông tiếp tục được bầu làm Ủy viên Trung ương các khóa 12-13
giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ. Trong thời gian nguyên Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tuyến nghỉ hưu, ông Vũ Đức Đam kiêm nhiệm Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế trong giai đoạn phòng chống dịch COVID-19 từ cuối 2019 đến đầu 2020. Ông Vũ Đức Đam là trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 từ khi mới thành lập. Từ cuối tháng 1-2020 cho tới tháng 8-2020, khi Ban Chỉ đạo được kiện toàn và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đảm nhiệm vai trò trưởng ban, tháng 11-2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trình Quốc hội đề nghị phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng với các ông Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam tại kỳ họp bất thường Quốc hội khóa 15. Ít ai biết khi đã làm vụ trưởng trẻ nhất văn phòng chính phủ ở cái tuổi mới hơn 30, nhưng thi thoảng ông vẫn làm nhân viên phục vụ trong một khách sạn lớn ở Hà Nội để nâng cao vốn tiếng Anh của mình. Thế nên trong những lần hội kiến với khách nước ngoài, nếu tinh ý, người dân sẽ nhận ra ông rất hiếm khi đeo tai nghe phiên dịch. Cho đến nay, không phải cán bộ trẻ nào cũng hội đủ kiến thức về kinh tế, khoa kỹ thuật, ngoại ngữ giống như ông bấy giờ. Nhắc đến Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thì không thể không kể đến giai đoạn khi ông còn là bí thư tỉnh người Quảng Ninh. Ông đã được xướng tên trong lễ trao giải thưởng Sao Khuê về công nghệ thông tin. Trái ngọt đó có được khi không chỉ nhờ những đóng góp tích cực của ông cho sự phát triển Internet tại Việt Nam, cho người có sáng kiến đón dòng đầu tư của Intel, Foxconn, Microsoft về với Việt Nam, mà còn cho cả người có công đưa công nghệ thông tin đồng hòa trong hệ thống chính trị và hành chính.